Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Học Nhạc xin hướng dẫn cho các bạn đàn cái bài Câu Chuyện Đầu Năm của nhạc sĩ Hoài An. Cái bài này nó hay đến mức độ nó y như là cái biểu tượng cho dòng nhạc mừng năm mới của nhà Việt Nam chúng ta vậy ha. Ok, cái bài này thì được nhạc sĩ Hoài An viết ở giọng thứ. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở la thứ thôi, bởi vì la thứ là cái âm đơn giản nhất và dễ tập nhất cho các bạn. Để đạt được bài này thì trước hết các bạn cần phải học thuộc cái hòa âm, các hợp âm được sử dụng trong bài này. Mình sẽ liệt kê cho các bạn ha. Trước đó là các bạn phải thuộc âm đô thứ, quên đô trưởng. Đô trưởng thì nó bao gồm đô, mi, sol. Ok, đây là đô trưởng. Tiếp tục là rê thứ, rê pha lát. Rồi, tiếp tục mi thứ. Ở cái dòng hợp âm mi á, thì trong bài này sử dụng rất là nhiều loại hợp âm mi. Thứ nhất là mi thứ nè. Thứ hai là mi trưởng nè. Chỉ cần thăng cái ngón ở giữa lên là sẽ thành mi trưởng, được chưa? Rồi mi trưởng 7. Để xác định cái nốt thứ bảy thì các bạn cần phải xác định được cái nốt trước đó. Chẳng hạn như nốt thứ nhất là số 1 nè, mi và son là nốt thứ hai, la si là cái nốt bậc 3. Tiếp tục 1 3 5 6 7. Đây là cái nốt thứ bảy của âm mi. Mình sẽ dời cái nốt thứ bảy này xuống đây. Được chưa? Đây là âm mi thứ bảy. Rồi, đây là mi trưởng 7. Được chưa? Đây là mi trưởng 7. Biến thể của mi trưởng 7, đây là mi trưởng 7 gốc. Cái như cái mi trưởng 7 gốc này là con corona, thì cái mi trưởng 7 này là biến thể của corona, nó là con delta hay là con omicron gì đó tùy các bạn. Được chưa? Mi trưởng 7 tiếp tục pha trưởng. Rồi, tiếp tục son trưởng. Tiếp tục là thứ, là đồng ý đó. Đây là tất cả những cái hợp âm các bạn cần phải học thuộc để các bạn đờn được cái bài này. Và trước hết đó, thì mình hướng dẫn là mình yêu cầu các bạn cần phải dậm nhịp nha, các bạn không được quên dậm nhịp nha. Dậm nhịp nó như là hơi thở vậy đó. Khi các bạn ăn cơm các bạn cũng thở, thì các bạn đờn các bạn bắt buộc phải dậm nhịp nha. Ok, như mình thì quen rồi, mình thường là đếm nhịp trong đầu luôn. Nhưng mà thí dụ như mình có dậm nhịp ở dưới chân các bạn cũng không có thể thấy được. Các bạn trong cái video các bạn chỉ thấy tay mình thôi. Ok ha. Rồi, trong cái bài này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn đệm luôn cái giai điệu bolero vô cái piano solo. Tức là mình cái tay phải của mình vừa làm cái chuyện của ca sĩ hát, vừa làm cái chuyện đệm bolero của dàn nhạc luôn đó. Các bạn hai tay thôi nhưng mà các bạn làm một lần ba bốn chuyện lần đó. Chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn vô cái tay phải cho cái câu phiên khúc. Câu phiên khúc thì hai câu đầu hát giống như nhau, chỉ có khác nhau ở những cái nốt cuối thôi. Chẳng hạn như câu đầu là vui cùng pháo đỏ rượu nồng. Câu thứ hai là này chắc gặp tình quân. Chỉ khác nhau ở cái đống đó thôi, cho nên là mình sẽ chỉ hướng dẫn một lần, các bạn đờn lại hai lần thì các bạn chắc chắn sẽ đờn giống như giai điệu của nhạc sĩ viết ha. Đây bây giờ sẽ là cái tay phải cho câu phiên khúc nè. Trên đường đi lấy xuân đầu năm hai ba. Câu thứ hai cũng đần y chang vậy, chỉ có cái khúc cuối thay vì là vui cùng pháo đỏ rượu nồng thì sẽ là năm nay chẳng gặp tình quân. Mình sẽ đần vô cái câu năm nay chắc tình quân ha, gặp tình quân. Còn cái câu một à, vui vui cùng pháo đỏ rượu nồng. Câu thứ hai là năm nay chắc gặp tình quân. Nó chỉ khác nhau ở những cái nốt cuối đó thôi, các bạn có thể tua lại để các bạn tập xếp ngón tay ha. Ok, bây giờ sẽ là cái tay trái cho cái câu hai câu phiên khúc này. Thì cái tay trái và cái tay phải sẽ rất là nhiều chuyện để làm trong cái bài này, bởi vì mình đệm luôn bolero vô. Trước hết á thì các bạn cần phải biết là mình sẽ đệm bolero vô những chỗ mà nó ngân dài 2 3 4 rưỡi đó, thì ngay chỗ 2 3 4 rưỡi đó mình sẽ ráp bolero vô, được chưa? Bây giờ cái tay trái phối hợp với tay phải thì bây giờ mình sẽ làm cái chuyện tay trái phối hợp tay phải như thế nào.
À, cấu trúc, trước hết là các bạn cần phải biết cái cấu trúc của cái giai điệu bolero á, là nó có nghĩa là bùm chát 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 bùm chát bùm 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 chát 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 bùm chát bùm bùm bùm, được chưa? Ngón út của tay trái nó sẽ lo cái chuyện đánh bùm ở cái nốt gốc của cái hợp âm, chẳng hạn hợp âm la thứ thì nốt gốc của nó là nốt la, ngón út của tay trái sẽ đờn ở nốt la bùm, được chưa? Ngón út lo chuyện đánh bùm ở tay trái ở phách mạnh nha các bạn, phách mạnh là cái phách đầu ô đó. Rồi ngón trỏ của tay trái sau khi đánh bùm bằng ngón út rồi thì ngón trỏ sẽ làm cái chuyện phụ họa thêm nốt bậc năm của cái hợp âm mình đang phối bolero, chẳng hạn mình phối bolero ở hợp âm la thứ thì la thứ nó bao gồm là đô mi, ngón út đã bấm bùm rồi thì ngón trỏ sẽ phụ họa thêm cái nốt bậc năm là nốt mi bùm, rồi tiếp tục ngón cái sẽ là phụ họa cái nốt bậc tám một đó. Cái nốt thứ 8 này khi mà ngón cái nó rớt xuống thì hai cái ngón cái ngón bên tay phải nó sẽ phụ họa vô, có nghĩa là cái nốt thứ hai và nốt thứ ba của cái dòng bolero sau khi đánh cái ngón cái thạch xuống cái bùm rồi á thì hai cái này nó sẽ chỉ là phụ họa thôi, các bạn có thể bỏ qua cũng được nếu thấy quá khó, chủ yếu là các bạn phải đánh trúng cái nốt bùm, cái phách bùm, được chưa? Cái phách bùm bằng cái nốt gốc cái hợp âm là đủ, còn cái này chỉ là phù họa thôi, mình sẽ minh họa cái phù họa đó như này, năm phù họa nè đó. Quan trọng là bùm này và bùm bùm bùm, còn hai cái nốt phù họa các bạn có thể bỏ qua luôn, được chưa? Rồi cái ngón cái và ngón trỏ của tay phải thì sẽ phối hợp với cái ngón cái của tay trái để lo cái chuyện chát 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 chát. Nó như thế này. Đó, nó là vậy. Cái đoạn phối bolero này nó sẽ được ghép vô ở những cái đoạn ngân của ca sĩ, bởi vì khi mà cái tay phải mình đang làm cái chuyện của ca sĩ hát á thì mình không có đủ tay và không đủ thời gian để mình đệm chắc 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 bùm chắc bùm chắc bùm, khi đó cái tay phải của mình đang làm chuyện ca sĩ hát rồi, đúng chưa? Thì mình sẽ chỉ ngân, chỉ phụ họa vô ở cái chỗ ngân của ca sĩ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ghép thử lại cho các bạn nghe nguyên cái câu nè. Bây giờ làm sao để biết được bùm 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 sẽ đánh những nốt nào? Ok, bây giờ thí dụ như cái hợp âm mình đang hướng dẫn là hợp âm la thứ đi ha, rồi gồm có là đô mi, thì cái bùm 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 nó sẽ là cái hợp cái nốt bậc 5 và nốt bậc 7 của hợp âm la nè, la đô mi, là đô mi, thì cái nốt mi này mình sẽ dời xuống đây, rồi cái nốt bậc 7 cũng sẽ dời xuống đây, bùm năm là nó cái số 8 khi mà mình rớt xuống là nó vô cái phách mạnh của cái ô nhịp tiếp theo và nó cũng chính là cái hợp âm tiếp theo, chẳng hạn nếu hợp âm tiếp theo là hợp âm khác hợp âm la thì các bạn phải bùm 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 theo cái hợp âm đó, chẳng hạn chẳng hạn như cái ô cuối cùng trên đất mẹ vui khắp nơi đi thì kết thúc của cái ô đó là hợp âm đô, đúng chưa? Và nó sẽ lái hợp âm mi 7 thì mình sẽ đánh cái bùm 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 theo hợp âm mi 7, hiểu chưa? Nè mình sẽ phụ họa ngay chỗ đó, thế gian thay nụ cười chắc 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 này là theo hợp âm đô, đô cũng theo cái bùm này cũng theo nó đô luôn, hợp âm đô luôn. Khi mà bùm 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 thì sẽ qua cái bùm 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 của hợp âm mi 7, bởi vì mi 7 là cái đích đến. Nơi
Nếu mà theo cái 5 7 8 của âm đô thì nó sẽ là sòn si đô, nhưng không đúng, bởi vì sòn si đô là nó sẽ kết thúc, nó sẽ về hợp âm đô trưởng là không đúng. Cái đích đến của mình là hợp âm mi trưởng 7 thì mình phải đánh bùm 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 theo mi trưởng 7, được chưa? Cái cách để xác định hợp cái xác định bùm 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 của âm mi 7 thì nó cũng giống, cũng tương tự như hợp âm la thứ gì đó, thì chỉ cần lấy 5 7 8, các bạn nhớ cái khẩu quyết là 5 7 8 để ra được cái bùm bùm bùm, và cái số 8 đó nó sẽ là cái nốt gốc của cái hợp âm đích đến, được chưa? Đó là cái khẩu quyết bạn cần phải nhớ để xác định bùm 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 như thế nào. Ok chưa? Rồi, bây giờ sẽ là cái tay phải của cái câu điệp khúc nè. Xuân mang niềm tin tới. À, ngay chỗ phới phới này thì nó là hợp âm đô trưởng, và cái đích đến của nó sẽ là âm mi trưởng ở hai ô tiếp theo. Thì ngay chỗ này mình sẽ thêm cái nốt thứ 9 của hợp âm đô và mình phối hợp cái hợp âm mi vô. Được chưa? Nè, nó là vậy nè. Mới như hoa mai nở phơi phới. Đây là nốt thứ 9, là nốt rê, nốt thứ 9 của hợp âm đô, bởi vì đô 1 3 5 6 7 8 9. Cái hợp âm mi này là kết thúc của hợp cái nốt mi này là kết thúc của hợp âm đô, và cái tay phải sẽ phối hợp vô đánh một số nốt của hợp âm mi trưởng, được chưa? Phơi phơi gì rồi. Cái đô này là của âm mi trưởng, mi trưởng này là mi trưởng nâng cao đó, tuy nhiên mình viết âm mi trưởng bình thường thôi cho các bạn dễ nhớ, bởi vì nếu mà ghi âm nâng cao thì cái tên nó dài lắm, các bạn không nhớ được đâu. Các bạn chỉ cần nhớ là thêm nốt đô, nốt si, nốt son và nốt mì, trả về nốt mì. Khi mà cái ngón cái của tay phải trả về nốt mì thì ngón út của tay phải cũng sẽ bấm nốt mì để nó phù hợp với cái âm mi trưởng 7, cái đích đến của mình đó. Nè, làm lại nè. Như hoa mai nở phơi phới. Đó, được chưa? Làm lại. Như hoa mai nở phơi phới. Rồi, được, bình thường. Quên, mình đang hướng dẫn cái tay phải của cái điệp khúc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cái tay phải của điệp khúc là cái câu tiếp theo nha. Thế gian thay nụ cười nè, mình đang ở phơi 2 3 4 5 rưỡi. Thế gian thay nụ cười. Rồi, những cái nốt mà nó có hình tam giác mà các bạn đang nhìn thấy ở cái câu cuối của câu điệp khúc á, thì những cái nốt tam giác đó là những cái nốt dành cho cái câu thứ hai, được chưa? Tại vì cái câu điệp khúc này nó hát 2 lần lận. Câu đầu tiên là xuân mang niềm tin tới, mới như phơi phới mẹ bầu khắp nơi. Tiếp tục câu thứ hai là xuân reo lập khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Tiếp đón thư nơi trần tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Quên, được chưa? Một lời nguyện xin chớ quên là mình đang cái đờn những cái nốt hình tam giác đó. Một lời nguyện xin chớ quên, xin chớ quên, quên. Năm gặp mây chắc 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 bùm chắc bùm bùm, gia đình cũng xung quanh chắc 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 bùm chắc bùm bùm bùm, gia đình luôn ý đắm say
ôm nàng xuân đẹp vào tay. Đó, được chưa các bạn? Các bạn nếu mà thấy mình hướng dẫn nhanh quá thì các bạn cứ dùng cái tính năng phát chậm lại của YouTube để các bạn tập trung vô nhìn tay và nghe mình hướng dẫn ha, để tập theo ha. Bữa nay là ngày 29 tháng 12 thì mình còn khoảng một tháng nữa để tập, thì mình hy vọng là các bạn sẽ tập cái bài này nhanh thôi, bởi vì mình cái bài này mình hướng dẫn rất là kỹ. Các bạn cứ thấy chỗ nào mà khó quá các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho ha. Ok, rồi chúc bạn tập thành công, cũng xin các bạn là cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thí dụ như các bạn có muốn hướng dẫn bài piano nào thì cứ comment để mình dựng video hướng dẫn cho các bạn ha. Ok, hẹn các bạn gặp lại ở nhiều video sau.